Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Nguyên nhân của khổ đau và bất an. Tư tưởng then chốt trong triết lý sống Phật giáo có liên quan tới phạm trù bám chấp và việc lý giải những bám chấp của chúng ta vào sự vật, hiện tượng, con người chính là nguyên nhân dẫn đến vô vàn đau khổ và bất an trong tâm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần trưởng dưỡng tình yêu thương hoặc vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Không được quyền có tham vọng và mong muốn làm tốt mọi việc trong cuộc sống. Song chúng ta cần hiểu được bản chất của bám chấp, đó là điểm mấu chốt. Ngay khi những mong muốn của chúng ta chuyển thành sự bám chấp, hãy sở hữu do bản ngã chi phối, những mong muốn đó sẽ trở thành nguồn gốc tiềm tàng của khổ đau. Ban đầu, nỗi khổ đau đó dường như không đáng kể, nhưng nó sẽ là nhân cho những nỗi thống khổ tiếp theo và lớn hơn sau này. Chúng ta thường có xu hướng bám chặt vào những tham ái chấp trước, muốn mọi thứ nguyên vẹn, bất biến, song trên thực tế, vạn pháp vốn chẳng có gì thường hằng. Các mối quan hệ đều biến dịch theo thời gian, công việc sẽ thay đổi hoặc đôi khi ta có thể bị thất nghiệp. Ngay cả gạch ngói hay những bức tường thành cũng có ngày sụp đổ và trở về cát bụi. Mỗi chúng ta đến với cuộc đời với hai bàn tay trắng và chắc chắn cũng sẽ từ giã cõi đời cũng hoàn toàn trắng tay. Ấy vậy mà trong cuộc sống, ta luôn muốn góp nhặt, tích trữ thật nhiều sở hữu. Việc mong ước một cuộc sống viên mãn với đầy đủ của cải vật chất, danh tiếng thực ra không phải là điều xấu. Điều tôi muốn nhấn mạnh là bạn đừng bao giờ quá bám chấp và hệ lụy vào những điều này. Khi có khả năng đón nhận mọi việc đến rồi đi một cách bình thản, bạn đã có thể làm tâm bất an lắng dịu. Lấy một ví dụ đơn giản về sự bám chấp. Giả sử tôi có một chiếc đồng hồ thời thượng và tôi đập vỡ nó ngay trước mặt bạn. Bạn có thể phản ứng: "Ôi chắc ngài bị mất trí," hoặc "Chiếc đồng hồ này đẹp quá, nhưng ngài đã đập vỡ mất rồi." Chỉ vậy thôi. Nhưng nếu tôi tặng bạn chiếc đồng hồ này và 5 phút sau tôi đập vỡ nó, khi đó chắc hẳn bạn sẽ vô cùng tức tối. Tại sao ngài lại đập đồng hồ của tôi? Lý do là gì? Tôi vẫn là tôi, bạn vẫn là bạn, cái đồng hồ cũng vậy. Nó vẫn chỉ là một vật vô tri vô giác, giống hệt như lúc trước. Nhưng giờ đây, khi bạn đã khởi tâm bám chấp và coi nó là của mình, thì sự mất mát ấy bỗng biến thành khổ đau. Trong thời đại ngày nay, chúng ta rất dễ bị bám chấp vào những tiện nghi xa xỉ. Thậm chí, bạn sẵn sàng coi chúng là mục tiêu phấn đấu chính trong đời. Quả thật, chúng ta nên phấn đấu và nỗ lực hết mình. Nhưng bạn cũng cần biết, nhìn nhận mọi thứ theo đúng bản chất của nó. Nhu cầu cơ bản của con người để có được hạnh phúc chỉ là cơm ăn áo mặc và mái nhà trú thân. Nếu bám chấp vào bất cứ thứ gì khác, bạn đang đẩy mình vào sự bất an. Bởi lẽ, bạn sẽ luôn phải cạnh tranh để có được nhà mới, xe sang hoặc những kỳ nghỉ xa xỉ hơn. Đến lúc nào đó, lẽ đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng. Vì vậy, chúng ta không nên đánh đồng những thứ bên ngoài đó với hạnh phúc. Là một người hướng đạo tâm linh, tôi đi khắp nơi trên thế giới, lắng nghe mọi người chia sẻ những khó khăn và cố gắng tìm ra lối thoát tinh thần cho họ. Mặc dù thế giới này đầy rẫy những thảm họa thiên tai, nghèo đói, chiến tranh xung đột, nhưng tôi nhận thấy phần lớn những khổ đau mà con người phải gánh chịu lại bắt nguồn từ tâm bám chấp vào tiền tài, danh vọng hay các mối quan hệ. Tâm chấp thủ bấu víu vào mọi thứ, niềm tin con người, của cải, khiến cuộc sống trở nên chật chội và ngột ngạt. Tâm chấp thủ luôn ao ước những thứ ta không thể có, giống như kẻ đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta bám chấp vào những ước muốn của bản thân, thấy bất hạnh nếu không được thỏa mãn, hết than thân trách phận lại đổ lỗi cho người. Khi thất vọng vì không được toại nguyện, chúng ta dễ nổi cáu và nản lòng. Một ước muốn đơn giản ban đầu dần dần bị thổi phồng và đè nặng lên chúng ta bởi sức mạnh của tham ái và chấp thủ. Chúng ta đã biến chúng trở thành điều kiện của hạnh phúc, thay vì nhận thấy những ước mơ đó có thể thành sự thực nhưng cũng có thể không. Bám chấp quá nhiều như vậy sẽ khiến cuộc sống trở nên căng thẳng nặng nề một cách không cần thiết.
Cuộc sống luôn đầy ắp thăng trầm. Nếu không biết chấp nhận, không chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, chúng ta sẽ khổ đau khi biến cố chướng ngại ập đến. Trong suốt cuộc đời, chúng ta phải trải qua muôn vàn khó khăn. Điều quan trọng là thay vì quá bận tâm đến những thử thách này, chúng ta cần học cách đương đầu với chúng một cách dũng cảm và trí tuệ. Khi đã rèn luyện tâm tự tại và mạnh mẽ, chúng ta có thể đối diện với bất kỳ điều gì. Tôi cũng hiểu rằng loài người có quyền tự do ham muốn và tham vọng, có quyền viên mãn các sở nguyện của mình. Song chúng ta cũng cần linh hoạt và hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Vì vậy, bám chấp thái quá sẽ chẳng đem lại ích lợi. Nếu biết giữ thái độ an nhiên, thư thái trước tất cả, chúng ta có thể hạnh phúc dù chỉ với một tách trà nóng trong một ngày trời lạnh. Dù ta đang có hay không chiếc iPhone đời mới nhất thì cũng chẳng sao. Điều kỳ diệu của sức mạnh nội tâm. Bệnh tật thường khiến con người cảm thấy lo lắng, phiền muộn. Ngay một cảm giác mệt mỏi cũng có thể làm chúng ta mất hào hứng, kém vui. Do tâm cũng cần năng lượng và nguồn sinh lực giống như thân, nên khi thân không được khỏe, tâm cũng thường bị ảnh hưởng theo. Những chướng ngại trong thân do bệnh tật gây nên có thể khiến tâm phiền não, nhất là khi ta chưa biết cách luyện tập trưởng dưỡng tâm tích cực. Đọc đến đây, bạn đừng lo lắng, bởi tôi không yêu cầu bạn lên núi bế quan. Trên thực tế, bạn có thể rèn luyện tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong cuộc sống, có những hoàn cảnh khó khăn khiến ta đau đớn, và cuốn sách này không có dự định xem thường sự khổ đau đó. Nhưng bạn có thể nhận thấy mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau trước nỗi đau hay mất mát xảy ra. Chẳng hạn, trong trường hợp mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, có những người luôn sống trong sự lo lắng về tương lai phía trước, sợ phải khổ đau, trong khi những người khác sau khi trải qua biến cố đã học được cách sống tỉnh thức trong hiện tại. Họ biết thêm trân trọng cuộc sống thay vì luôn bị ám ảnh về cái chết hay bệnh tật. Đôi khi, sự thay đổi đó diễn ra khi chúng ta đang phải đối mặt với một biến cố lớn. Nhưng thường thì sức mạnh nội tâm này được trưởng dưỡng trong suốt cuộc đời. Thái độ sống và tư duy tích cực có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện này. Lấy thí dụ khi nhìn một nửa ly nước, có người sẽ chán nản thấy nước trong ly chỉ còn một nửa, trong khi người khác lại hoan hỉ vì nước vẫn còn được một nửa ly. Trong thực tế, chúng ta vẫn có thể rèn luyện tâm khi thân ta đau yếu, nhưng việc này dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta bắt đầu ngay từ khi còn đang khỏe mạnh, thay vì chờ đến khi khó khăn ập đến. Thật tuyệt vời vì trong mỗi tình huống, chúng ta đều có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Như đã thấy, dù thường nghĩ rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác, nhưng thực tế, chính chúng ta làm chủ mọi phản ứng, suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Điều này không có nghĩa ta đang sống xa rời thực tế hay chối bỏ thực tại. Ngược lại, biết chấp nhận thực tế là chìa khóa để tâm được bình an. Chúng ta thường lớn lên với quan điểm cho rằng chấp nhận có nghĩa là đầu hàng, từ bỏ hy vọng. Song chấp nhận chính là sức mạnh vĩ đại của tâm an lạc. Khi biết chấp nhận những gì không thể thay đổi, chúng ta sẽ không phải hao tâm tổn trí, chẳng tiếc nuối dằn vặt để có thể tập trung hơn vào những việc trong tầm tay. Với hiểu biết vạn pháp duy tâm tạo, chúng ta sẽ nhận ra mình tự do tự tại và có quyền lựa chọn ra quyết định phù hợp ngay cả trong những lúc khó khăn nhất trong đời. Đau buồn là một cảm xúc gây phiền não trong tâm, song cũng là một bài pháp đầy lợi ích khi chúng ta biết vượt qua. Trên thực tế, việc đối diện khổ đau không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế, thay vì tìm cách vượt qua, đôi khi chúng ta lại cố chôn chặt những cảm xúc mãnh liệt ấy trong lòng. Lo sợ nếu để bùng phát ra bên ngoài, ta không có đủ nghị lực và trí tuệ để điều phục chúng. Những lúc buồn khổ, ta cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Các đau khổ, phiền não, thất vọng, buồn chán dường như chịu nặng, kiềm tỏa chúng ta hơn. Đôi khi chúng ta lại bám víu quá mức vào những xúc tình khổ não này. Chính những cảm giác đau buồn đó là nguồn gốc tạo nên sợ hãi, bất an trong cuộc sống. Vì lý do này,
Một số người thấy khó thực hành thiền định trong giai đoạn đầu bởi những cảm xúc thầm kín, kìm nén bấy lâu bỗng dưng ùa về, cả những kỷ niệm đẹp lẫn những ký ức buồn tủi khổ đau. Họ chợt nhận ra những cảm xúc ấy lâu nay vẫn lấp ló ở đó, âm thầm chi phối mọi suy nghĩ và cuộc sống của họ. Chỉ cần nhận biết được điều này thôi cũng giúp ta nới lỏng một chút nút thắt cảm xúc vẫn siết chặt trong lòng bấy lâu nay. Nếu biết quán chiếu những cảm xúc ấy bằng sự tỉnh giác khi thiền định và suy ngẫm, chúng ta sẽ thấy những cảm xúc này thật ra không đáng sợ như ta tưởng. Và phần cuối video, kênh Dòng chảy cuộc đời rất mong quý khán thính giả hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các video mới của kênh nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.